Đánh thức quỷ dữ. Ngày xưa, ở một vương quốc giàu có và thịnh vượng, đức vua chỉ có một người con trai duy nhất. Khi thái tử Esai tròn 20 tuổi, nhà vua quyết định truyền lại ngôi cho chàng. Thế nhưng Esai lại không thiết tha gì với việc triều chính. Chàng chỉ muốn được vui vẻ với sở thích của mình, đó là đánh bài. Dạ thưa đức vua, vùng Hemwood bị hạn hán nặng, người dân tấu xớ lên xin mở kho lương thực cứu đói ạ. Vậy sao? Thế này đi, nếu ván này ta thắng thì ngươi cứ tự động mở kho lương, còn không thì cứ đợi chỉ thị tiếp đi. Vậy nha. Vào thời điểm đó, có một gã thương nhân tên là Roget nổi lên với những trò cá cược lớn bằng những ván bài. Thứ để trao đổi cho trò cá cược thường rất đặc biệt, có thể là con ngựa một sừng hoặc một chiếc kèn tự phát ra tiếng nhạc. Rất nhiều người hiếu kỳ muốn được đọ thắng thua với hắn, nhưng đều chuốc lấy thất bại. Vinh hạnh đón chào đức vua tôn kính, ghé qua tệ xá. Nghe nói ngươi là một tay chơi bài cá cược đỉnh cao. Dạ thần không dám, khả năng của thần làm sao có thể bằng được đức vua ạ. Vậy chúng ta có thể thử ngay bây giờ, ngươi muốn cá cược thế nào đây? Dạ thưa đức vua, chỉ cần người chiến thắng, người có thể lấy đi bất kỳ món đồ nào ở nơi đây. Còn nếu người thua, thần cũng chỉ xin một chữ ký của người mà thôi. Hả? Chuyện đó chẳng phải quá đơn giản sao? Thần có sở thích sưu tầm chữ ký của mọi người, thưa đức vua. Thú vị đấy, chúng ta bắt đầu ngay thôi. Ta thắng rồi nha. Đức vua quá là bậc kỳ tài, ngài hãy lấy một thứ mà ngài yêu thích đi ạ. Vậy ta muốn con ngựa kia. Xin mời đức vua. Vua Esai say sưa trong men say chiến thắng từ những ván bài với vua cách cho đến một ngày. Ta thua rồi. Có lẽ hôm nay hạ thần gặp may, người có muốn chơi lại không ạ? Nhưng ta đã thua thì phải chịu thôi, không thể ỷ mình là vua mà đổi trắng thay đen được. Nếu vậy xin người hãy cho hạ thần được chiêm ngưỡng chữ ký tuyệt diệu của người đi. Người có biết mình vừa ký vào cái gì không? Đó là giấy cam kết của quỷ dữ. Người đang nói cái gì vậy? Thì ra ngươi là tay sai của quỷ dữ. Đúng vậy. Và thưa đức vua đáng kính, kẻ đặt bút ký vào cam kết này sẽ phải thực hiện bất kỳ điều gì chủ nhân của nó yêu cầu. Và người đó chính là ta. Từ giờ ngai vàng của người sẽ thuộc về ta. Còn ngươi, ngươi sẽ trở thành một kẻ vô danh, không bao giờ được quay lại hoàng cung này nữa. Này, này, anh mau tỉnh dậy đi. Cô là ai? Sao tôi lại ở đây? Tôi là người sinh sống trong khu rừng này. Sao tự nhiên anh lại nằm ở đây? Tôi phải trở về hoàng cung. Tên ru khách đó đã hãm hại tôi. Ý anh nói là vua ru khách ư? Anh đụng độ với nhà vua hả? Hắn trở thành nhà vua rồi sao? Tất nhiên, sau khi vua bài Esai nhường lại ngôi báo cho Krugat, ông ta đã trở thành vua rồi. Ta không đời nào nhường ngôi cho hắn. Hắn đã hãm hại ta. Anh nói như thể anh là vua Esai vậy. Anh giống một gã lang thang thì đúng hơn. Nhưng ta chính là vua Esai đây. Ai làm vua thì cũng thế thôi, đều tệ như nhau. Một kẻ thì tham lam, đam mê quyền lực, còn kẻ kia thì đắm chìm trong bài bạc, bỏ bê việc nước. Ta... Anh tự lo cho mình đi nha. Khoan đã, cô có thể giúp ta liên lạc với quân đội không? Ta không thể để cho một kẻ như thế trị vì đất nước được. Người dân của ta sẽ ra sao đây? Anh thực sự lo cho dân chúng hay chỉ muốn lấy lại ngai vàng của mình? Ta có thể là một vị vua không ra gì, nhưng trù hết thì không thể làm vua được. Hắn quá nham hiểm và tàn độc. Thôi được, tôi sẽ giúp cho anh. Hy vọng anh sẽ không làm thần dân của mình thất vọng thêm một lần nào nữa. Ở phía bên kia khu rừng,
là nơi trú ngụ của quỷ dữ. Sức mạnh của Krugat nằm trong linh hồn của con quỷ đó. Anh sẽ thấy một tảng đá và một thanh gươm bên trong hang. Trong tảng đá có một quả trứng, chính là linh hồn của quỷ. Hãy dùng gươm phá quỷ nó đi. Kẻ nào dám vào đây? Tên kia mau đứng lại. Dừng lại tên kia. Ê sai, hãy nhận lấy quả trứng này và kết thúc mọi chuyện đi. Rai cả, người cũng biết nói tiếng người ư? Trên đời này còn nhiều việc ngài không biết lắm đấy, ê sai. Vì ngài chỉ mãi mê với những quân bài mà thôi. Tên kia, nạp mạng đi. Ngươi... Lời nguyền được phá bỏ. Sức mạnh của thừa khỉ đua kép đã hoàn toàn tiêu biến. Vua Aesai lập tức trở về quân trừng trị vua kép. Kể từ đó, vua Aesai tính sang những lá bài. Ngài giữ tiến tâm học hỏi, tìm hiểu thêm thật nhiều kiến thức để có thể trở thành một vị vua tốt. Phép thử đặc biệt. Anh về làm việc đi, đưa túi cho em. Thôi nào, để anh mang về tận nơi cho. Mình yêu nhau, cả công ty này biết rồi, em còn ngại gì chứ. Cái cậu này đúng là... Cà phê không? Hôm nay oải người quá. Hôm nay lại dậy sớm để đón nàng đi làm à. Yêu đương vào có khác, thay đổi quá. Trước cậu có quan tâm đến ai bao giờ đâu. Giờ một điều người yêu, hai điều người yêu, ghê thật đấy. Cái cậu này, nói kháy tớ à. Thế có xuống kia làm ly cà phê không? Buồn ngủ chết rồi đây này. Chịu thôi, mai thi nghiệp vụ rồi, tớ phải tranh thủ đọc thêm ít tài liệu. Cả cậu nữa đấy, yêu đương thì cũng có giới hạn thôi. Lo chuyện thi cử đi, không thì việc cũng chả giữ nổi đâu. Lại ông cụ non rồi. Thôi, tớ xuống kia một mình vậy. Sớm lên làm việc nhé, không sếp biết là phiền đấy. Thi cử, sếp biết. Chả mấy nữa, mình sẽ thoát khỏi cái danh phận nhân viên quèn, nghèo hèn này thôi. Chỉ cần cưới được Phương. Này, vừa rồi công ty cậu có một cô bé tên Phương mới vào làm việc phải không? Nghe nói nhà cô ta giàu lắm, ba làm tổng giám đốc hẳn một tập đoàn lớn cơ. Tại không thích phụ thuộc vào gia đình, nên cô ta tự tìm việc và thuê nhà trọ ở riêng đấy. Thế à, cô ấy tên Phương sao? Cưới được Phương là cách làm giàu nhanh nhất. Cần gì phải nhọc công phấn đấu tăng lương còm làm gì? Nói mới nhớ, phải chăm gà cái đã. Alo, em à, làm việc mệt không? Anh này, vừa mới gặp nhau, sao đã gọi cho em rồi? Tại nhớ em yêu quá mà. Nhớ cũng phải nén lại chứ. Anh lo làm việc đi, ngày mai thi nghiệp vụ rồi đó. Ừ, anh biết rồi. À mà này, cái tấm hình em mới up lên Facebook hôm qua ấy, người chụp cùng có phải ba em không? Dạ, đó là ba em đấy à. Gớm, em kín đáo quá cơ. Anh mang tiếng là người yêu em mà chả biết mấy về gia đình em cả. Cầu hôn em thì em cứ nhấn nhá hoài chưa chịu nhận lời. Em à, anh nghĩ em nên đưa anh về ra mắt giới thiệu với gia đình cho anh dễ đi lại. Vâng, để em thu xếp hôm nào đó mà mình làm việc thôi anh. Không buông chuyện nữa, sếp bắt được thì phiền phức lắm. Tuân lệnh em yêu, bye bye. Sớm thôi, rồi ông sẽ thành ba vợ thôi. Và... Thế nào Thắng, kết quả thi của cậu thế nào? Không đạt, đã thế lại còn bị sếp lôi vào phòng khiển trách đủ thứ. Nào là hay đi làm muộn, hay bỏ việc ra ngoài, không hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng cũng tại cậu đấy, ai bảo suốt ngày chỉ lo yêu đương. Thì cũng phải đầu tư... Mà thôi, bực mình làm gì? Dù sao tớ cũng xin nghỉ việc rồi. Nghỉ việc? Cậu đùa đó à? Hoàn cảnh nhà cậu, ba mẹ chứ quê, đừng có mà vội giận mất khôn. Tớ tính cả rồi, cậu không phải lo cho tớ. Thế nhé. Lạ thật đấy, giới thiệu bạn trai với ba, không dẫn về nhà, mà lại hẹn ở quán cà phê, chả hiểu nổi cô ấy nữa. Chào cậu, cậu là Thắng phải không? Ừ, dạ vâng, ừ, bác là... Vâng, tôi là ba của Phương,
nghe con gái muốn giới thiệu bạn trai. Tôi làm công nhân ở công trình gần đây, nên tranh thủ chạy qua. Dạ. Con bé này hẹn kiểu gì mà còn ra muộn hơn cả ba thế nữa chứ. Hóa ra cô ta không phải tiểu thư nhà giàu, mà chỉ là con một công nhân xây dựng thôi ư. Trời ơi, không ngờ bao nhiêu công sức và tiền bạc đầu tư của mình thành công cốc mất rồi. Chào ba, anh. Xin lỗi con đến trễ. Không sao, ba cũng vừa đến thôi. Ba à, đây là anh Thắng, bạn trai con. Chúng con định tiến tới hôn nhân. Thôi khỏi đi em. Cưới xin gì nữa, anh vừa mới mất việc rồi. Giờ cưới thêm em, để rồi hai đứa ra đường ăn xin à. Anh tưởng em nhà giàu, ba làm tổng giám đốc này đó. Chứ đâu ngờ, thực sự thì em chỉ là con một công nhân quèn thế này. Thôi, chúng ta chia tay đi. Anh. Cũng tốt con ạ. Chỉ một phép thử đơn giản đã khiến anh ta bộc lộ rõ bản chất. Con còn lưu luyến gì con người này nữa không? Không ba ạ. Ta về đi. Thế là thế nào? Dạ, mời tổng giám đốc lên xe ạ. Hóa ra... Trời ơi, mình trắng tay thật rồi. Việc ơi, người yêu ơi. Không. Con cáo ranh mà. Chào hai anh bạn này. Sao mới sáng sớm đã đi bắt cá thế? Ôi chào, các bạn vất vả quá chứ không được thảnh thơi như tôi nhỉ? Tưởng là ai? Ra là anh cáo khoác lác. Chúng tôi đi uống nước một cách thư thái thế này mà anh lại nhìn ra là đi bắt cá à? Trên đời này làm gì có nai ăn cá cơ chứ? Đúng là anh khoác lác quen miệng rồi. Anh cáo đúng thật là biết nói quá. Hai con nai ngớ ngẩn, gặp chúng thật xui xẻo, đi chỗ khác vậy. Đi ra chỗ cái xoài chín đi, ra chỗ cái táo cơ. Các bạn đi đâu đấy, tôi đi với, tôi cũng thích ăn xoài với táo. Cha là cáo, cáo mà đi ăn táo với xoài ư, tưởng tụi ta tin chắc. Chào hai bạn. Không thấy tên cáo khoác lác nữa rồi. Ừ, mình chả thích tên cáo ấy tí nào. Cả ngày hắn cứ ăn nói huyên thuyên. Mình cũng thế. Thôi, tốt nhất tránh mặt tên cáo ấy đi. Cứ lại gần rồi nó bắt cả hai đứa mình đi đấy. Hôm nay chả thấy ai đâu nhỉ. Chán quá. Chả có ai chơi cùng cả. Meo. Con chó ấy nhanh quá. Suýt chút nữa nó đuổi kịp mình. May mà mình chạy vào rừng này trốn lên cây. Hy vọng nó không truy lùng mình nữa. Xin chào bạn mèo xinh đẹp. Bạn đi dạo đấy hả? Lại là con cáo lắm chuyện này. Lần nào vào đây cũng gặp nó. Thật phiền phức. Tôi đang bận lắm. Chẳng nhẽ cậu không thấy sao mà còn hỏi. Tôi đi cùng bạn nha. Thôi khỏi, tôi không thích kết bạn. Bạn đừng có cứng nhắc thế chứ. Bạn là con gái, ở bìa rừng, vào rừng chơi thì ít nhất cũng nên có người bạn ở trong rừng, thông thạo khu rừng dẫn bạn đi chơi chứ. Cậu ở trong rừng thì nên kết bạn ở trong rừng ấy, chứ tôi cũng chả mấy khi vào đây. Hơn nữa, chúng ta chẳng có điểm gì chung, không hợp làm bạn đâu. Thôi nào, xem chừng cậu có vẻ khó gần thế này thì cũng ít bạn, nên kết bạn với mình là đúng rồi, mà chúng ta có điểm chung đấy chứ không phải là không đâu nhé. Chả có điểm gì chung cả. Có chứ, bạn là mèo, bạn sẽ sợ chó đúng không? Tôi cũng sợ chó, thế chẳng phải chúng ta cùng hội cùng thuyền với nhau sao? Cái lũ chó đáng ghét thì tôi có cách đối phó với chúng rồi, thế nên tôi cóc sợ nữa. Bạn có cách đối phó với chó không? Cách nào? Chỉ tôi xem với. Tôi không rảnh. Nói cho mình bạn biết thôi nhé. Tôi cũng có cách đối phó với chó đấy. Mà không phải là chỉ có một cách thôi đâu. Tôi có tới 702 mánh lưới khác nhau, đã được rèn luyện từ bé để đánh lừa bọn chó đấy. Bọn chó mà gặp tôi thì chúng chỉ có thành trò cười ngốc nghếch thôi. Cậu có những 702 mánh lưới á? Sao nhiều thế? Cậu học được ở đâu thế? Ôi giời, cần gì phải học ở đâu. Tôi sinh ra đã có tài bẩm sinh đối phó với kẻ thù. Chẳng con chó nào dám bén mảng gần tôi hết.
mà nhân ngày hôm nay chúng ta thành bạn bè thì tôi sẽ chỉ cho bạn vài mánh lới nha. Hay là cứ thử nghe 702 mánh lới của tên cáo này nhỉ, cũng chả mất gì. Dù sao mình cũng cần trang bị thêm mưu mẹo, kẻo ngày nào cũng phải tránh con chó ấy, thật mệt. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn, biết đâu nó có gì cho mình học hỏi thì sao. Cậu nói xem, chẳng qua tôi cũng đang rảnh muốn nghe, chứ tôi chả có hứng thú kết bạn với cậu đâu. Được rồi, cứ thư thư rồi ta trò chuyện. Hay trước khi bắt đầu, bạn có muốn cùng mình đi dạo thêm một lát không? Mình sẽ dẫn bạn đến chỗ này hay cực. Thôi khỏi, cứ ở đây đi. Cậu nói nhanh, không tôi đổi ý không nghe nữa đâu. À kìa, cứ thư thả chút. Thôi được rồi nào, bạn ngồi xuống đã đi. Dâu, dâu, thích quá, gió mát quá. Là mùi của con mèo đây mà. Quá ra nó ở chỗ này. Phải đi lùa con mèo ấy, chạy một lượt cho vui mới được. Ồ, còn có cả con cáo nữa. Ôi, ôi. Con mèo tinh ranh kia, xuống đây. Này chó săn, đến rừng này rồi thì đố mi bắt được ta đấy. Đúng rồi, bắt con cáo. Cáo à, cậu dùng 702 mánh lưới của cậu khiến chó trở nên ngu ngốc mình xem nào. Đúng là dịp may để cậu thể hiện nhá. Rốc, rốc. Ôi mèo ơi, bạn tốt của tôi ơi, giúp tôi với. Chó sắp bắt được tôi đến nơi rồi. Thật sự tôi có mánh lưới nào đâu. Hay, ra là thế. Đúng là khoe khoang hợm hỉnh mà. Thế mà tôi cứ tưởng cậu ranh ma nhiều mánh lưới lắm. Nãy nghe cậu nói tôi đã nghi nghi rồi. Làm ơn giúp tôi với. Nếu cậu biết bơi, hãy chạy đến bên con thác rồi nhảy xuống đó thì sẽ cắt đuôi được chú chó này. Con chó này của thợ săn đã từng một lần suýt chết đuối nên sợ nước. Đồ con mèo xấu xa, dám bày mưu cho cáo hả? Con cáo kia, cứ đợi đó, ta sẽ sớm bắt được đi. Không bơi qua thác thì ta chạy đường khác. Con chó ấy sợ nước thật. Thế thì mình nhảy xuống thác thôi. Kẻ hay khoác lác luôn sẽ có cái kết thật thảm hại. Lần này là mình cứu tên cáo ấy, lần sau không biết ai sẽ cứu nó đây. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.